Dạ vâng, hello, em chào tất cả những người anh em thân thương của anh Thịnh Bến Tre nha. Thì trước mắt anh em là xe Innova G 2007 cộp lắm anh em, lâu lâu mới về. Giống như con 206G ghế nỉ bữa quay á, có nhìn em thắc mắc tại sao 209-10 thấy mấy xe trước em bán có 201-202 thậm chí 109, nhưng mà tại sao 206G này lại bán 225 nhưng mà xe đó vừa quay lên bán liền. Đấy, thì xe này cũng vậy, cái gì cũng vậy anh em, đồng tiền đi đâu với chất lượng đó. Một chiếc xe nó có rất là nhiều loại giống nhau, y chang vậy, một mã vậy đó, một cái mã Innova G 207 nhưng mà rất là nhiều loại đó. Thứ nhất là loại gia đình, thứ hai là loại taxi, thứ ba là loại dịch vụ, thứ tư là loại gia đình người ta xài kỹ, thứ năm là loại người ta ở nhà người ta quấn mền, người ta gói lại đó, hoặc là người ta chạy biết bảo quản bảo dưỡng xe nó đẹp. Thì chiếc xe này thì không ngoại lệ gì, siêu cọp, keo chỉ lòng dè mái dè mà zin 100% luôn anh chị đó. Anh em nhìn dàn ghế nè, rất là đẹp anh chị nha, túp ly nỉ nè, lọt cái ra gành nỉ ở trong anh chị ha, túp lô là trần nỉ zin luôn, là cái trần nó mới tinh như một chiếc xe mới luôn anh chị. Nói chung là xe này là rất là đẹp, anh em qua xem thiện chí anh em sẽ biết. Anh em nhìn nè, nhìn cái hình này đi không được liền đúng không, mình muốn mua chiếc xe này nó đẹp lắm. Anh em nhìn cái vô lăng nè, nhìn những cái bông văn sần túp ly túp lô, anh em nhìn nè, là tay nắm nè ha, đó tem bọng nhãn mát đầy đủ 100%, dàn ghế dai rất là đẹp nè anh chị ha. Đó, anh em nhìn thấy đẹp không? Cũ số thì chạy lâu ngày nó hơi bị bay màu, nhưng mà ở trong cái số vẫn còn bình thường nha anh chị nha. Nó cái đó là số rin đó ha. Anh em nhìn cái vô lăng nè, rất là đẹp, ABS tú khí, trần rin heo xe học để mắt kiến nè, mà để cho anh em mình chỉ có 220 thôi, bao dùng, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu, giao lưu trao đổi với anh em mình cho nợ lại luôn. Đó, anh em quan tâm mẫu này liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 và 0834 33 3371. Anh em nào chưa đăng ký bấm nút đăng ký kênh nha.